của mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi đến xã Tam Ngãi của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, để hôm nay mình chủ vườn là anh Khởi, bán thu hoạch dừa các bạn. Thì hôm nay mình đến mình quay để mình chia sẻ cho mọi người. Cái bây giờ mọi người theo chân mình. Dừa bạn thấy là cây dừa rất là thấp. Bạn thấy là dừa thấp đây. Đây đây là cái cây dừa của anh. Rồi anh Khởi ra tới các bạn ơi. Rồi anh Khởi. Bữa nay là anh bán luôn cho lái hết luôn á, mấy công luôn anh Khởi. Cái miếng này 4 công anh. 4 công luôn hả? Dạ. Dạ. Ồ em thấy dừa hình như là dừa mình đang cắt hả? Dạ. Thấy bên bản là để hoài dừa nhóc kìa. Dạ dạ dạ. Một cây mình thu hoạch được bao nhiêu hoài anh Khởi? Có cây được một hoài, có cây được hai hoài anh. Dạ. Ồ cây này một cây trái này chắc cũng lần trước em lại trái nó không nhiều hung mà lần này có trái quá trời anh Khởi. Dạ. Ôi. Cây này chắc cắt được hai hoài, cây này với hoài bên đây. Dạ, hai hoài luôn. Dạ. Rồi giá hiện giờ đỡ không anh Khởi? Giá được 70 anh. Dạ, 70 ngàn ha. Dạ, 70 ngàn một chục. 12 trái. Dạ, 12 trái. Rồi thương lái vô tới vườn nó chở mình cho mình luôn ha. Mình đón người thương lái vô chở. Dạ, cái anh thấy mùa nắng này là giá hồi trước vườn dừa của mình á, giá trước Tết với dừa ở sau Tết mình thấy dừa lúc nào nó sẽ cao hơn. Sau Tết anh. Dạ. Trước Tết giá có 50 à. Ồ vậy thấp quá trời, lần này 70 là cao rồi đó. Dạ. Em thấy chắc mùa nắng này là dừa mình sẽ lên nữa. Dạ. Dạ. Lần này chắc em nghĩ chắc thu hoạch chắc nhiều ạ. Hết này chắc chắc cũng cỡ thiên anh. Dạ. Thiên dừa. Dạ. Ôi ôi quá trời trái luôn nè. Lần này như là thấy nó lớn được chút xíu, cái trái nó nhiều hơn á. Dạ đúng rồi, trái nó càng lớn, cái cây càng lớn trái nó càng ổn định. Dạ. Quá trời luôn. Ở đằng kia là anh thu hoạch chưa anh Khởi? À chưa anh. Em cắt mới cắt ha. Dạ. Để em dẫn anh đi về đây đặng. Dạ dạ. Thôi mọi người theo chân anh Khởi anh Khởi. Anh Khởi cắt dừa nha. Ở đây dừa anh đang thu hoạch quá trời luôn. Mấy cây càm của mấy cây chanh tàu của anh cũng đang xen canh vô cái cũng đang tốt nè, chắc cũng chuẩn bị có bông. Quá trời luôn. Ôi ôi. Cây này chắc cũng được hai hoài quá. Hai hoài á. Cây thấp nhũn luôn nè. Em thấy cái dừa này anh thu hoạch chắc cũng khỏe ha, không có nặng, không trèo ha. Dừa này em để khô nè, để làm dâu. Vậy hả vậy nè. Dạ. Rồi hiện giờ anh có ương chưa anh Khởi? Có, em đang ương mớ rồi anh. Để khô về em ương giống á. Ôi ôi ra. Cái mùa nắng này em thấy hình như là cái nó đậu bông nè, như nó thuận lợi hơn á phải không? Dạ. Ủa, trời trái nè. Ngoài nào đâu chứ rất là chục mấy rồi vậy. Dễ gì đó. Cây gây qua trái bộ hoài bên này là trái khủng khiếp rồi chứ. Ôi ôi, trái đền nó mà đặc điểm cái em thấy cái dừa này á, nhận biết thì sao, em thấy giống dừa, em thấy một loại dừa mới bây giờ, dừa Indo á, nó có màu nó sẫm sẫm, nó giống giống, mà cái này nó có khác, nhận biết như sao anh Khởi? Cái dừa Indo thì em không biết, nhưng cái dừa này á là cái xanh lục này á là cái cây nó thấp. Cây nó thấp. À. Thấy không? Anh thấy không, từ đây lên đây nó cũng khoảng tầm khoảng mét. Chắc mét ha. Mét ha. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái buồng của nó lúc nó chỗ lưỡi mèo là nó tới hai cái mô nang. Dạ, hai mô nang hả? Dạ. Dạ, hai mô nang sao anh Khởi hồi chỉ cho em biết được không? Dạ. Đây, dạ. Cái vừa nhận biết là nhận biết bằng cái mô nang chứ không phải bằng màu sắc sao anh Khởi? Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này là cái chiếc mới cắt nè. Dạ hả? Cái mô nang này. Mình thấy mùa nắng này như nó thấy cái bông nó đậu sẽ dễ hơn ha. Dạ. Đây. Cái này em cắt rồi, cái trước em cắt đó. Dạ. Ôi ôi, cái trái cây dừa nó sai. Bạn thấy cái bên kia anh cắt một hoài là khoảng 40 trái không anh Khởi? Dạ, có đó. Dạ, em thấy một hoài bên đó cắt một cây nhỏ xíu mà cắt được hai hoài kìa. Đây, cái hai mô nang của nó đây. Đây, cái buồng của nó, cái bông của nó trổ ra ha. Dạ. Nó có hai mô nang, một cái mô nang ngoài với một cái mô nang ở trong. Đây là dừa xiêm lục đó. Đặc điểm của nó là xiêm lục. Khi mà nó trổ là nó sẽ có hai cái đúng, hai cái mô nang. Hai cái mô nang kêu bằng hai mô nang. Dạ, hai mô nang. Dạ.
Ủa mà sao anh khi mà nó để lên trái lớn lớn là anh cắt bỏ hay sao? Cái này nè, mình cắt ra đừng cho sâu nó vô đây nè. À, là nó ẩn nấp đâu ha. Đúng rồi. Đấy, kéo ra con dao cắt nó bỏ. Dạ. Sâu nó không ăn được nên đậu đã trái nhiều hơn. Chỉ khó mình đi vườn mình thăm mình vườn cái mình cắt bỏ hết ha. Bỏ nó. Mấy cái hoài già già này chắc anh để làm giống hay. Dạ, để phơi lắng nước nè. Vườn mình chắc cũng 5 6 năm ha anh Khởi. Dạ, cái này 4 năm rưỡi rồi anh. Dạ, 4 năm rưỡi. Này là hoài cũng hai mấy ba chục trái luôn. Cây này vậy được 3 buồng rồi. Nặng không Khởi? Trái thấy trái quá trời chắc nặng dữ à. Rồi. Ồ, được một hoài nữa. Ba quá. Ủa bây giờ anh Khởi ơi, em cho em chọn thử ra. Đây em nhìn thử coi nãy giờ anh chọn thấy hay quá. Để em chọn thử cái hoài nào vừa ăn ha. Dạ. Đại rồi, mà bữa nay mình thử làm chủ vườn nha. Này mình lựa thử coi. Chà, cái hoài này chắc em thấy cái màu nó sậm sậm được rồi, chắc hoài này vừa ăn phải anh Khởi? Dạ dạ. Ồ hay ta. Rồi. Này em chọn cái quả này ha. Dạ. Vậy là vừa ăn không? Vừa ăn. Ôi ơi, vậy là vừa ăn. Thôi cắt đi rồi em chặt anh cũng thử luôn. Rồi thử ha. Trời ơi, hồi thầm mình coi thử cái dừa này nó em chọn đúng không nha. Vậy là cắt được phải không? Dạ. Rồi. Trời, mình hay quá ta. Nãy giờ được sư phụ truyền nghề nè. Quả này nó hay nằm gần quá, nó cũng hơi khó. Ồ. Quả bên đây chắc được quá anh Khởi. Này chắc theo cảm nhận của em chắc được quá. Này được chưa? Cũng được. Làm luôn. Đó, màu này nó sẫm sẫm mọi người. Nó mình mốt mình trồng dừa được đó mọi người. Trồng dừa nhận biết dừa cũng dễ ha. Cây dừa này thấp mà cái bông nó quá trời bên đây nè. Rồi đây quá trời. Ồ, ở đây nó anh cắt xong cái anh để dài vườn á. Cái ảnh vận chuyển. 2 4 6. Quả này chắc cũng mười mấy trái quá. 12 14. 14 trái vậy là tính bổ đồng ra 14 vậy là mình một chục là 12 trái. Vậy mà tính được nhiêu tiền? À. Cái này khoảng 80.000 hơn 80.000 á. Hơn 80.000 ha. Dạ. Còn này 2 4 6 8 10. 10 cái này nữa 60.000 nữa. Là này nữa là 140. Dạ. Vậy là một buồng này là thấy bán một hoài 80.000 thấy ham. Dạ. Cây này là được 140 á, tháng này được 140 á. Dạ. Vậy là một bình quân là một cây 140 mà hết vườn mình là bao nhiêu cây anh Khởi? Cái này hết vườn khoảng 120 cây hả? 120 cây. Dạ. Dạ. Và tính ra một tháng cũng bộn tiền ha, là khấm khá mình nghề trồng dừa này mình thấy nó cũng làm kinh tế cũng được quá anh Khởi. Dạ, nhẹ công chăm sóc. Dạ. Chi phí nó cũng ít. Mình thấy bây giờ nhiều người cũng trồng dừa bây giờ để dừa bây giờ là dừa sim đâu không à, dừa dạ. Chất lượng không chứ đâu phải dừa ta bây giờ dạ. Em thấy giờ cũng ít có trồng lắm anh ơi. Sức nó không có. Dạ. Cây có mấy trái, bán cũng được nhiêu tiền. Wow. Một hoài như vậy là được 80.000 là thấy dạ. Có lý. Hoài này 80, hoài này 60. Dạ, hoài này ít hơn. Hoài này dạ. Ít hơn. Đó, vậy là cây một tháng cây dừa này là bán được 140. 140. Dạ.
Mình bỏ đồng nó khoảng 120 đi. Kéo qua kéo lại được 120. Nhưng mà xóm em thấy mấy hoài kia nó tới 3 hoài có lý hơn nha. Bỏ đồng qua lại. Dạ. À, cái anh Khải vừa chặt cho mình một trái các bạn. Cái dừa này rất uống là ngọt ngọt. Nãy giờ đi theo cho anh thấy trời nắng mà ở trên dừa rất là mát. Giờ mình tới thưởng thức một trái dừa này ngon thế nào nha. Chà, cái này nó khỏi uống đường quá anh Khải. Này là một cái dừa mà khi mình uống vô nó rất là ngọt luôn nè. À, ngọt luôn. Cái này anh chặt ra là tỉa làm gì? Nó mấy cái dâu này. Cái gâu đặng mình vận chuyển nó không vướng nha. Yeah. Làm hốp lên. Hai đứa bé này giờ nó vận vô phụ đây, nó phụ Khải. Cái này mỗi hoài mình được cắt xong Khải. Dạ. Yeah. Cắt cho nó đừng có đâm mấy cái dừa cho trái nó đẹp á. Dạ, yeah, một cắt. Này anh bổ giùm em cái anh Khải. Yeah. À. Ăn dừa mà không ăn cái uổng à. Đó, giờ anh vừa chặt. Thử cái sữa dừa vừa ăn không? À, hoài này thấy mình cho lựa thấy cũng coi đỡ không? Ok ạ. Ồ, này vừa ăn luôn này mà cháo vậy nè mới ngon nè. Đúng rồi. Uống nước mà vừa thế này là mình uống nước dừa là ngon các bạn. Ồ. Rồi vừa ha. Rồi mình đi chưa anh Khải? Dạ. Vậy mình đi chưa? Đi thu hoạch tiếp hay gì? Xem cái về cảnh thu hoạch dừa của anh Khải
ở Cầu Kèn các bạn. Thì đây là một cái loại giống dừa rất là sai trái. Các bạn thấy rồi, thấy cái mô hình trồng dừa của anh Khởi là khá đặc biệt không các bạn, rất là mê luôn, rất là sai trái. Rồi mình cảm ơn các bạn xem clip của mình nha. Nếu các bạn thấy thích và thấy clip này ý nghĩa thì hãy đăng ký và đăng ký kênh của mình để xem những clip mới của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip mình. Tạm biệt các bạn.